Nếu các bạn không thích ngồi ở bàn làm việc của mình để quay video, bạn muốn đổi cảnh một chút xíu thì bạn có thể quay sang phông xanh. Phông xanh sẽ giúp bạn làm gì nhỉ? Phông xanh sẽ giúp các bạn gì? Giúp các bạn tách được cái hình ảnh của chúng ta biến tấu được phía sau nhiều hơn, chúng ta có thể di chuyển nhỏ hình ảnh chúng ta nhiều hơn. Ví dụ như này, tôi sẽ gửi cho bạn xem nhé. Làm lại phông xanh. Đây một đoạn nhỏ thôi, đoạn này sáng nó không đủ nên nó sẽ kỳ, nó không được đẹp lắm. Ok, ví dụ như thế này, tôi có thể đang ở châu Phi chẳng hạn, được chưa? Hoặc là tôi có thể là đang ở trên một đống hoa quả chẳng hạn, được chưa? Đó, các bạn có thể thấy không ạ? Tôi có thể ở một bên góc thì là khi chúng ta sử dụng phông xanh. Rồi, nếu chúng ta phông xanh rồi hoặc là chúng ta không làm được phông xanh thì cứ ở tại nhà thuốc của chúng ta, phòng khám chúng ta quay luôn, đúng không các bạn? Nào, hãy gục với tôi xuống và xem background của nhà thuốc thì nó sẽ như nào nhá. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ xuống với nhà thuốc của chúng ta, đúng không? Nếu mà ồn ào quá thì chúng ta đóng cửa mẹ này, đóng cửa luôn này, các bạn thấy không? Đóng mẹ cửa luôn. Đóng mẹ cửa luôn mà xuống cái yên tĩnh. Quay. Được chưa? Chúng ta sẽ lựa những cái góc theo nguyên tắc hồi nãy là góc 1/3, và chúng ta phải có cái background phía sau nhìn cho nó sáng sủa cái mặt chúng ta chút xíu, không? Sáng mặt chúng ta xíu. Bây giờ ok chưa? Sau này ok chưa? Được chưa? Thì có thể chúng ta sẽ đứng đây chúng ta nói chuyện, được chưa? Sau đấy thì rồi các bạn có thể cầm một vài cái thuốc ra chúng ta nói. Đây là cái thuốc mà các bạn không được dùng nhiều vào buổi tối, được chưa? Các bạn đặc biệt phải lưu ý không được dùng nhiều buổi tối. Chúng ta nói chủ đề như vậy thì đừng nói là những cái thuốc này rất tốt cho sức khỏe. Nói chủ đề đấy không anh em? Đó, khi chúng ta làm video chúng ta cần phải chú ý những cái điều đấy. Ngoài cái việc là bối cảnh chúng ta liên quan thì chúng ta phải nói những chủ đề nó liên quan với khách hàng. Ok. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng thêm những góc khác nữa. Ví dụ như là các bạn làm phòng khám đi, được chưa? Là khi mà khách hàng chúng ta vừa mới soi da xong, chúng ta có thể ngồi đây chúng ta nói và phân tích da của khách hàng ở đây. Đó, thì chụp soi da ở đây xong nó hiện ảnh phân tích da ở đây thì chúng ta sẽ là giống như chuyên gia, là chúng ta là chuyên gia mà. Chúng ta sẽ ngồi phân tích là chỉ số này của bạn đang là chỉ số như nào, da của bạn đang bị gì, được chưa? Hai bên đang tâm sự với nhau như này. Và mắt của mình là hơi hướng về bệnh nhân, hơi hướng về đây. Nói chung là nó đảo mắt liên tục như vậy. Các bạn có thể là chọn một góc, đó là góc có những ngồi cạnh những cái máy móc thiết bị của chúng ta, của phòng khám chúng ta sẽ làm video luôn, được chưa? Đó. Ngoài ra thì chúng ta sử dụng những cái đạo cụ hỗ trợ khác như là kéo cắt thuốc chẳng hạn, cái khu vực cắt thuốc này chúng ta phải biến mọi thứ chúng ta nó tự nhiên đơn giản thì tự nhiên khách hàng họ sẽ yêu thích chúng ta, được chưa?